Chiều 16 tháng 8 năm 2022, trong không khí tương bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 40 năm tái lập huyện, cán bộ nhân dân khu phố Oi thị trấn Lăng Chánh đã long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là đơn vị được thị trấn Lăng Chánh lựa chọn tổ chức điểm để triển khai trên địa bàn. Dự ngày hội có lãnh đạo công an huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo 138 huyện, lãnh đạo thị trấn Lăng Chánh. Ngày hội được mở đầu với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đã tạo nên một khí thế tưng bừng phấn khởi trong cán bộ nhân dân của khu phố. Tại ngày hội, cán bộ và nhân dân khu phố Oi đã cùng nhau ôn lại truyền thống và kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương trong thời gian qua là phối hợp tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, lồng ghép hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản, nhân rộng các điển hình tiên tiến về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phát biểu tại ngày hội, đại diện Ban chỉ đạo 138 huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn khu phố, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống yêu nước, đoàn kết, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, lồng ghép thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Tại ngày hội, đã có một tập thể, hai cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lăng Chánh, bốn tập thể, bốn cá nhân được Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Chánh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đề nghị hội nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng.